đến bất ngờ xông lên sân khấu làm Hương Tràm lúng túng. Thưa quý vị và các bạn, Hương Tràm đã không giấu được bất ngờ khi chạm mặt tình cũ và có phản ứng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Sau thời gian không xuất hiện cùng nhau và tuyên bố đã chia tay chỉ sau một tháng hẹn hò, mới đây, Hương Tràm Mai Tài Phến tiếp tục nhận được sự quan tâm khi cùng có mặt tại một đêm nhạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, Hương Tràm đã đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại cảnh Mai Tài Phến chạy lên sân khấu khi cô đang biểu diễn. Hương Tràm cho biết cô không hề biết đến sự có mặt của nam diễn viên tại đêm nhạc nên không giấu được bất ngờ. Dựa trên nội dung đoạn clip, có thể thấy rõ giọng ca Em Gái Mưa có phần bối rối khi thấy Mai Tài Phến lên sân khấu. Cô lập tức hỏi anh, sao hôm nay anh lại ở đây mà không nói gì với em? Nếu vậy anh đứng đây hát cùng với em luôn nhé. Sau đó Hương Tràm thể hiện ngay ca khúc Em Gái Mưa và khiến Mai Tài Phến cũng không khỏi ngượng ngùng. Đặc biệt, không chỉ đăng tải đoạn clip chạm mặt tình cũ, Hương Tràm còn gửi lời chia sẻ trên trang cá nhân, duyên mình lỡ đã ra rồi mà khán giả cứ thích trêu Em Gái Mưa và Thầy Giáo Mưa mãi nhỉ, thôi đừng trêu nữa mà. Phản ứng này của nữ ca sĩ đã nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả, thậm chí người hâm mộ của Hương Tràm còn tỏ ra thích thú và gửi lời trêu chọc cô ngay ở phần bình luận bài viết. Còn nhớ vào năm 2017, sau khi MV Em Gái Mưa của Hương Tràm ra mắt đã được đón nhận nồng nhiệt, ca khúc này cũng mau chóng lọt vào bộ sưu tập những bản hit của nữ ca sĩ sinh năm 1995. Đáng nói cũng sau MV Chuyện Tình, MV giả tình thật giữa Hương Tràm và Mai Tài Phến bắt đầu chớm nở. Tuy nhiên, cặp đôi đã mau chóng chia tay chỉ sau một tháng hẹn hò. Theo Mai Tài Phến, lý do cả hai không thể tiếp tục mối quan hệ tình cảm vì anh và Hương Tràm đều còn trẻ, cần nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy chia tay, Hương Tràm và Mai Tài Phến vẫn gặp nhau và là bạn tốt. Bây giờ chúng tôi là bạn bè và quý hơn hồi xưa. Tôi cũng rất trân trọng những phút giây làm việc chung với Tràm. Để chia sẻ cảm xúc thật thì vẫn còn mến tình cảm, tình bạn thôi. Mai Tài Phến nói về mối quan hệ hiện tại với Hương Tràm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.